Xin chào các em, thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn các em thiết kế một cái trò chơi mô phỏng các phép toán cộng trừ nhân chia số học đơn giản. Thì ý tưởng của bài toán này thì chúng ta sẽ thiết kế ra một cái chương trình, nó sẽ tự động sinh các cái phép toán cộng trừ nhân chia, rồi là người dùng trực tiếp nhập cái từ bàn phím cái kết quả này, rồi sau đó kích vào cái nút này để kiểm tra cái kết quả. Nếu đúng á, thì nó sẽ thông báo là chữ đúng rồi, và nếu sai thì tôi hiểu là chữ sai rồi. Và chương trình sẽ kích vào cái nút của tớ này, chương trình sẽ tự động sinh thêm các cái bài tập tiếp theo. Đó là cái ý tưởng, cái ý đồ của cái bài toán người ta đưa ra. Thì với cái yêu cầu của đề bài thì chúng ta sẽ chuẩn bị, thứ nhất là một cái biến a đây, đây là một cái biến b. Tiếp theo đây là cái kết quả của cái người chơi mà nhập trực tiếp vào bàn phím. Sau đó chúng ta so sánh với cái kết quả của cái chương trình. Nếu đúng thì thể hiện ở đây là đúng rồi, và nếu sai thì thể hiện chỗ đây là sai rồi. Đó là ý tưởng của bài toán. Cái nút này được dùng để kiểm tra, cái nút này là nút net, dùng để net chương trình. Như vậy đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị cho chúng ta là một cái bộ trang phục gồm có 10 số từ số 0 cho tới số 9. Như vậy để làm bài này chúng ta làm như sau. Chúng ta thấy rằng là đầu tiên này, chúng ta có hai cái biến. Thứ nhất là biến A. Tiếp theo là biến B. Hai cái biến này là hai cái số ngẫu nhiên từ 1 cho đến 100. Thì biến A biến B này chúng ta thấy rằng là chúng ta lấy ngẫu nhiên từ 1 tới 100. Thì chúng ta thấy rằng là A là 57 này, B là 96 này. Như vậy bây giờ mục đích của chúng ta phải thiết kế ra cái bộ trang phục của nó là số 57 hiện ở đây, số 96 hiện ở đây, và cái kết quả ở đây. Từ ý tưởng như vậy thì chúng ta sẽ thêm một cái bộ trang phục cho nó, là bộ trang phục là số số. Rồi, như vậy mình phải thêm cái bộ trang phục nó từ là số 0 cho tới số 9. Đây, chúng ta phải thêm từ số 0 cho tới số 9. Số 1 này. Rồi, sửa là 1. Tương tự như vậy. Số 2. Sau khi chúng ta thêm cho cái bộ trang phục của nó từ số 0 đến số 9, thì chúng ta đi sửa đổi các cái số 5, thì chúng ta ghi cái tên của nó là số 5. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta quay lại phần thiết kế của chương trình. Như vậy là đây là cái chương trình chính của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho các cái số này nó hiện lên ha. Bây giờ cái số này
À, bây giờ mình từ bên đối tượng này muốn gọi qua cái đối tượng đây thì chúng ta phải phát một cái tin nhắn giống như là chúng ta gọi điện thoại ha, đối tượng này gọi điện thoại cho đối tượng kia. Như vậy bây giờ mình phải phát ra một cái tin nhắn là hiện số ha, hiện số. Tin nhắn là hiện chữ số. Đó, thì mình qua phòng ở đây nè, mình chỉ có một cái câu lệnh là khi mà nhận được cái lệnh là hiện chữ số á, thì chúng ta sẽ hiện cái này lên, hiện cái số này lên. Như vậy là bây giờ mình muốn hiện ở vị trí nào? À, bắt đầu là mình hiện tại vị trí đây đi ha. Như vậy là mình sẽ vị trí đây. Mình sẽ y tại tọa độ là dương 120 đây. Chỗ này là nó sẽ là âm khoảng 200. À, và cái kích thước của cái chữ này mình giảm cho nó nhỏ lại là kích thước khoảng là 50% đi. À. À. Bây giờ mình sẽ làm một cái thủ tục để hiện ra, hiện cái này ra. Như vậy là đầu tiên mình sẽ khai báo một cái biến tiếp theo nữa. Đó là một cái biến biến chữ chữ, và tiếp theo là hiện chữ cái, hiện chữ biến chữ. Như vậy đầu tiên mình sẽ khai báo cái biến chữ của mình đó, là bằng một, là ở vị trí đầu tiên á. Tiếp theo mình sẽ lặp lại cái độ dài, mình lặp lại cái độ dài của cái chữ A. À, chữ A mình đây, chữ A trên này này. À, như vậy là mình lặp lại cái chiều dài của chữ A. À, và mình đặt vào cái chỗ là hiện chữ, hiện chữ lên, bắt đầu từ một, từ cái độ dài của một tính là chữ đây nha. À, bắt đầu là từ một này đến là chữ A. À, sau đó mình sẽ lấy cái đối tượng này ra. À, mình sẽ cho nó hiện cái chữ lên. À, hiện chữ lên. Đấy, chưa được ha. À, mới cái hiện chữ số 5 này này, chữ 5. Thì sau đó mình sẽ tăng cái chữ lên. À. À, chưa được này. Như vậy thì sau đó mình sẽ in, mình sẽ in cái chữ A này ra. À, in số 4 được rồi này. À, in số 4 được rồi. Như vậy thì chỗ này đầu tiên mình sẽ xóa cái này đi. À, mình sẽ in cái chữ này lên, sau đó mình sẽ tăng cái chữ. À, coi thử ha. À, mở số 0. À, mình sẽ tách. À, mỗi lần in cái chữ này xong mình sẽ tách ra. À, mình sẽ tách cái chữ này ra là trang y. Rồi mình khoảng 50 đi ha. Rồi 80. Rồi là xong mọi cái chữ này lên.
chúng ta thấy là nó đúng rồi này, nhưng mà bây giờ cho đến nó thưa quá này thì chúng ta đừng còn 30 à. Đó, đẹp rồi đúng không? Đấy là hiện chữ hiện được cái giá trị của cái biến A này. Thì tương tự của cái biến B mình cũng làm như vậy ha. Như vậy là mình tắt mấy cái đây này à, giờ nhìn này. Rồi. Giờ mình chạy ra chương trình này. 69 này, bây giờ mình hiện còn hiện 54 này. À. Như vậy á, mình sẽ nhân bảng cái này là à, nhân bảng cái này là mở đây. À. Như vậy bây giờ mình đi chỗ đây là mình ước lượng khoảng nó là x bằng trừ 20 đi. 20. Bây giờ chỗ đây là mình hiện chữ bơ. À, hiện chữ bơ. Đó. Đó, chúng ta thấy rồi ha. Đây nè, 21 này, 54 này. À. Rồi. Thì bây giờ tiếp theo á thì là chúng ta đừng hiện được hai chữ nữa này. Như vậy bây giờ chúng ta cần có một cái phép tính nó nằm ở chính giữa này. Như vậy mình chỉ thiết kế thêm một cái đối tượng là phép tính. Mình chỉ sửa cái này lại để mình làm phép tính. À, qua phần thiết kế này. À, như vậy là cái này mình sẽ bỏ đi. À, mình chỉ thiết kế là thứ nhất là phép tính cộng. À, mình ghi là à, dấu cộng. Rồi. Nào, chỗ đây là mình ghi chữ cộng này. Tiếp theo là dấu trừ. À, mình sửa lại chỗ đây là dấu trừ. Tương tự như vậy là mình làm giờ đây là trừ, tiếp theo là làm dấu nhân. Rồi tiếp theo nữa là dấu chia. Chúng ta có thể chọn lại màu à, rồi chọn lại màu đỏ cho nó nổi cũng được đó. Thường thường như này cũng vậy. Thì khi chúng ta lập trình xong á thì chúng ta sửa từ đây là phép tính à. Rồi chúng ta vào phần lập trình à. Như vậy á thì chúng ta thực hiện từ đây là cái phép tính trước à, phép tính trước. Như vậy là chúng ta sẽ qua cái phần này à. Khi mà hiện chỗ đây xong á, thì chúng ta sẽ à, hiện cái phép tính, à, hiện phép tính.
Như vậy chúng ta cũng tiếp tục thông báo cho tụi này là hiện cái thích tính là ở chỗ này. Mình sẽ làm một cái tin nhắn ha, hay là mình gọi điện thoại qua. Chỗ này là mình sẽ là hiện phép tính. Mình gọi điện, đây là mình gọi điện thoại qua ha, là hiện phép tính. Thì mình qua bên này, mình sẽ nhận cái cuộc điện thoại là hiện phép tính. Đấy. Như vậy mình có bốn phép tính. Thứ nhất là phép tính cộng, như vậy là mình sẽ nếu thì, nếu mà, như vậy mình sẽ khai báo tiếp một cái biến, đó là biến phép tính. Biến phép tính. Phép tính. Như vậy nếu mà cái giờ chúng ta đặt luôn, đặt cố định luôn, là phép tính một á, nếu mà phép tính á, nó bằng số 1 á, có nghĩa là nó bằng phép cộng này, thì nó sẽ hiện cái phép cộng ở cho chúng ta. Tương tự như vậy á, thì nó bằng 2 á, thì nó sẽ là phép tính trừ. Tương tự như vậy, chỗ này là phép tính nhân, chúng ta không thấy phép nhân này, lý do ở chỗ này, bên phần thiết kế này, chúng ta chưa sửa này, trừ này, chỗ này là gì, nhân này, chỗ đây là chia này. Rồi. Thì tương tự là đoạn 3. Số 3 để hiện phép nhân. Tương tự như vậy là số 4 là phép chia. Số 4. Phép chia. Rồi. Bây giờ chúng ta chạy thử ha. Lý do sao mà phép tính của chúng ta nó chưa hiện này, nó chưa hiện được, thì chúng ta quay lại chúng ta kiểm tra lại xem. Thì nó sẽ đây, giờ cái phép tính mình đã làm dưới nhỏ quá này. Thì mình sẽ tăng cái kích thước. Mình sẽ tăng cái size này lên 200 nữa coi. Đó. Thì mình tăng lên khoảng 300. Chúng ta có được cái phép tính rồi này. Giờ tiếp tục là chúng ta sẽ thể hiện cái dấu bằng ở chỗ đây. Thể hiện cái dấu bằng ở chỗ đây. Như vậy là bây giờ mình sẽ tiếp tục là dấu bằng. Dấu bằng ở chỗ đây luôn đi. Mình thiết kế cái dấu bằng nó nằm ở trong cái chỗ này luôn. Là mình nhân bảng cái này lên. Thì chỗ này mình sửa lại là dấu bằng. Như thế này. Để cho nó dở thì chúng ta sẽ tiếp tục khai báo một cái đối tượng là dấu bằng cho nó dở đi. Cho nó tự nhiên đi. Mình sẽ khai báo dấu bằng chỗ này. Đối tượng này là
Rồi, mình sẽ khai báo là cái dấu bằng ha. Dấu bằng như vậy thì mình tiếp tục chỗ đây, mình sẽ hiện là dấu bằng. Sau khi hiện cái chữ bơ xong này là mình sẽ hiện dấu bằng. Như vậy là mình sẽ phát một cái tin nhắn tiếp là chỗ này là hiện dấu dấu bằng. Rồi thì hiện dấu bằng thì qua bên này mình sẽ khi nhận cái tin nhắn hiện dấu bằng thì mình sẽ chọn cái đối tượng nó lên. À, đây là do mình chưa có đặt tên này. À, mình sẽ quay lại mình đặt cái tên nó là dấu bằng. Rồi. Mình chưa đặt tên nó trong này luôn. Và phần thiết kế đây mình sẽ đặt tên nó là dấu bằng. Rồi. Và phần code ha. Đấy, hiện dấu bằng rồi. Ở vị trí nào? À, ở vị trí nào? Mình đưa lên kích thước này ha. Đây. Giờ mình cho nó cái size nó lớn lên một tí này. Cho cái size nó 250 đi. À, ở vị trí là x95. À, x95. X95 này ha. Rồi. Bên này là nhiêu? Rồi, coi thử này. Đó. Rồi, bây giờ là mình đi làm lập trình tính toán. À, mình chỉ tính toán ra cái kết quả này bằng bao nhiêu. À, nếu mà nó đúng thì nó thể hiện là chữ đúng ở dưới đây. Chữ sai á, thì thể hiện từ sai dưới đây. À. Rồi, như vậy là mình chỉ hiện dấu bằng rồi. Vậy là bây giờ mình qua phần tính toán này. À, tính toán này. Mình sẽ lập trình tính toán cho nó. À, các cái phép toán này này nó sẽ linh hoạt ha, nó chuyển động. Thì mình tính toán á, nếu mà mình sẽ khai báo một cái biến là cái biến kết quả. À, biến kết quả. Rồi mình tính toán hai cái số này từ kết quả là một bằng bao nhiêu. À, cái kết quả này. Như vậy đầu tiên cái phép tính của mình á, thì mình sẽ lấy ngẫu nhiên. À, phép tính này. Phép tính. Mình sẽ lấy ngẫu nhiên trong bốn cái phép tính này, cộng trừ nhân chia này. Thì mình lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 4. Thì chúng ta thấy rằng là từ đây bây giờ nó sẽ hiện phép trừ rồi này. À, phép trừ này. Phép chia rồi này. À, phép cộng rồi này. Như vậy là mình sẽ nếu nếu mà phép tính của mình ấy, bằng một à, bằng một
có bốn trường hợp cái tính của mình nó bằng bằng một á, tức là hai cái số này có cái kết quả như thế này ha. Đấy. Chúng lập ở đây thì hai cái số này cộng lại thì đơn giản thôi ha, lấy cái a này, lấy cái kết quả này, bằng, thì chúng ta lấy hai cái cũng được cộng lại. Cộng cho bờ. Chúng ta thấy rằng là hai cái này thì kết quả nó bằng 65 này. Thì cái lúc này nè, người chơi sẽ nhập ra cái kết quả, chúng ta so sánh cái kết quả của người nhập với cái kết quả của chương trình, thì chúng ta sẽ thông báo nó đúng hay là nó sai. Tương tự như phép tính một rồi này, thì chúng ta nhân vào phép toán trừ. Phép toán thứ hai là phép toán trừ. Trừ thì nó sẽ như thế này. Phép trừ thì bây giờ chúng ta sẽ đặt lại là bơ từ 1 cho đến 100, và chúng ta sẽ đặt thứ hai là cái kết quả từ 1 cho đến 100, và chỗ này là cái a, thì nó sẽ bằng là bơ cộng cho kết quả. Đây là phép toán trừ của chúng ta. Thì chúng ta sẽ xem cái kết quả phép toán trừ. Đây, thì kết quả nó bằng là 17. Ngay tại vị trí này, có rất nhiều bạn thắc mắc tại sao phép toán trừ nó lại sao không lấy là a trừ b mà lại là b cộng cho kết quả. Mình sẽ giải thích với các bạn rằng nó là như sau. Thì ở trong bài toán này nó có mẹo ở chỗ là như thế này, là cái số a này nó luôn luôn nó lớn hơn số b để cho nó cái kết quả nó không bị là giá trị âm. Thì rằng là gì, số b ngẫu nhiên, số a ngẫu nhiên, thì hai số này cộng lại thì bằng là tổng cái số này. Chúng ta lấy cái tổng này, chúng ta trừ một trong hai số này thì nó có kết quả. Trừ cho số bơ thì bằng kết quả, mà số a này trừ cho cái kết quả thì nó bằng số bơ. Cho nên đây là một cái mèo ha, cái mèo rất hay. Đây là tổng, cái a này là tổng của hai số này. Chúng ta lấy cái a, chúng ta trừ cái kết quả thì ra số bơ. Cho nên đây là một cái phép toán rất hay. Tương tự như vậy là phép chia, phép nhân. Bây giờ phép nhân số nó lớn, cho nên chúng ta chỉnh lại là nó tới 50 thôi. Từ nay là gì, a tới 50 thôi, thì chỗ này là kết quả. Kết quả như vậy là kết quả bằng a nhân b. Rồi, tương tự như phép chia. Phép chia thì chỗ này là phép số số 3 này. Rồi, chỗ này là số 4 này. Số 4 thì tương tự như vậy ha. Bơ, chỗ này là gì? Kết quả nó giống như phép trừ ấy. Chỗ này là 50 ha. 50. Tương tự chỗ này cũng vậy là 50. Thì chỗ này là a nó sẽ bằng là bơ kết quả nhân bơ. Rồi. Đó. Như vậy là bây giờ mình sẽ kết quả bên đây.
Vì mình tắt cái phép tính này xuống đi. Rồi, bây giờ mình sẽ hiện cái kết quả của người nhập lên đây. Nha. Như vậy là mình sẽ tiếp tục, mình sẽ thêm một cái đối tượng nữa là nút đây đi. Rồi chỗ này mình sẽ chỉnh sửa lại cho nó là thứ nhất là đúng rồi. Chỗ đây là đúng, chỗ đây là sai, chỗ đây là sai rồi. Như vậy là chỗ đây mình sẽ bây giờ mình đi kiểm tra cái kết quả của người nhập và cái kết quả của mình. À. Vậy tiếp tục là mình sẽ thông báo ha. Thông báo là cái kết quả. Nhìn vô băng rồi. À, phép tính. À, mình vô đây. À, tiếp tục là mình sẽ làm phát một cái thông báo là kiểm tra. Tiếp tục phát một cái thông báo là kiểm tra. À, kiểm tra. Thì qua bên này mình sẽ nhận một cái kết quả là kiểm tra. Thì mình nhận cái kiểm tra mình sẽ hỏi hỏi là đây là kết quả của phép tính bằng bao nhiêu. Như vậy á thì mình sẽ khai báo một cái biến tiếp tục là biến trả lời. Trả lời là trả lời. Thì cái biến trả lời của mình á nó sẽ lưu cái trả lời, lưu lại cái biến của người dùng nhập từ bàn phím này. Nhập từ bàn phím thì sau đó mình sẽ hiện cái kết quả trả lời này. Mình hiện cái kết quả trả lời ở chỗ đây. Thì mình sẽ hiện thủ tục hiện ở chỗ này á, mình sẽ lấy qua mình bỏ trên này. Đây. Mình sẽ copy ha, copy vào đây. Rồi, bạn đang coi tôi có không? Rồi, có rồi ha. Có rồi thì mình sẽ chỗ này. Mình sẽ đặt ở vị trí là dương 120. Chỗ này là trả lời nè. Rồi mình lấy cái bơ này ra, bỏ dấu vô đây ha. Trả lời. Trả lời. Rồi mình thử coi. À, mình nhập như vậy là đầu tiên mình sẽ ẩn cái đối tượng này đi.
mình sẽ ăn cái đối tượng này. À, bao nhiêu? Ví dụ như là 20, 31. À, nó hiện chữ là đúng rồi. Mình chưa nhập hết mà nó kêu đúng rồi. Xem mình kiểm tra tí ha. Sai rồi. À thì ngay chỗ này mình không làm như như vậy được. Mình muốn hiện số thì mình quay qua bên cái đối tượng này để mình hiện số này nha. Nhưng mà chỗ này mình sẽ là kiểm tra, mình sẽ hỏi nó là kiểm tra là cái câu trả lời nếu mà nó đúng cho nên mình sẽ bỏ đi này. Đầu tiên này mình sẽ ấn nó đi, chỗ này mình sẽ sửa lại là kết quả. Kết quả là nếu nếu mà cái nếu mà cái kết quả của chúng ta nó bằng cái câu trả lời, nếu thì thì nó sẽ thể hiện là đúng rồi. Nó thể hiện là đúng. À, tương tự như vậy là nó sẽ thể hiện là sai. Như vậy khi mà nó sẽ nhận cái lệnh mà nó kiểm tra đúng, nếu nó đúng thì nó sẽ thể hiện cái từ đúng lên. À, tương tự như vậy khi nó hơi sai, thì nó thể hiện sai lên. Rồi. Bây giờ chúng ta nhập sai này. Tại vì chúng ta chưa cái sâu nó lên. Rồi. Bây giờ như là chúng ta nhập là 76 này. À, đúng rồi này. À. Thì chúng ta cho cái kích thước của nó tăng lên tí xíu đi. Cho nó 200 đi. Chỗ này cũng vậy. Cho nó 200. Rồi. Chúng ta nhập là 76. Đó. À. Bây giờ chúng ta sẽ tắt cái này đi cho nó dễ dễ nhìn. À, chia 6 kết quả bao nhiêu? Bây giờ còn 10. À, đúng rồi đó. Thì còn ở chỗ này á,
còn cái là hiện kết quả này. Hiện kết quả thì rất là đơn giản thôi, nhưng mà ở đây mình không có thời gian để làm cái việc đó, chỉ là chỉnh điều chỉnh cho nó đẹp này. Thì các bạn có thể là gì, chúng ta tự làm ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.